Ngày 8 tháng 11, Công an huyện Ea Leo cho biết vừa bắt được một đối tượng chuyên dò la các khu rẫy vắng để hiếp dâm phụ nữ khi làm đồng một mình. Đối tượng là Nguyễn Đức Trí 1989, trú thôn 3, xã Y Cang, huyện Ea Leo. Tại cơ quan công an, đối tượng Trí khai nhận, ngày 22 tháng 10, sau khi dùng xe máy dò la ở các khu rẫy tại xã Ea Leo, huyện Ea Leo thì đối tượng phát hiện một phụ nữ đang hái cà phê một mình nên Trí đã khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Qua đấu tranh, với thủ đoạn tương tự, ngày 9 tháng 10 Trí đã hiếp dâm một người phụ nữ trước đó ở xã Ly Giang, huyện Ea Leo. Bản thân Trí đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.